kêu. Chị gọi này gọi về cho người yêu rồi. Tối nhớ phải ngoan nhé. Đâu ạ? Đâu đứa nào vừa bảo con trai xuống ảo nó ngại đấy. Dạ. Ra xuống ảo. Anh bảo em quên mất rồi, anh bảo lâu quá anh Tài ạ. Vâng, em đang trên Vĩnh Phúc đi quay. Anh nào anh cứ mời anh đi sướng. Đâu em có tự sướng đâu. Em đang khổ mà. À em cũng khổ mà. Em tự khổ. Ok ạ. Có ai ở trên này không? Nói phải nói to vào. Không, nói nhỏ thôi anh. Ôi đang cánh hoa anh hồi tàn và anh Hiệp ạ. Anh Kiên á, anh Kiên có, anh Tài ơi. Đây này, anh Kiên này này. Anh Tài hả? Là Tài Bách. Đó. Anh Tài đúng không? Vâng. Là Tài Bách. Anh Tài ơi, anh Kiên hỏi kìa. Nó à. Bảo gì đấy? Hỏi có anh Kiên ở đấy không? Sao nó biết? Em không biết. Có, em chào anh Cảnh. Hay quá. Thấy chưa, anh yêu cầu phát là có luôn đấy anh Tài ạ. Anh Tài anh kêu là anh Kiên là sướng nhất anh Kiên đây này. Anh Tài bảo là sướng nhất anh Kiên. Anh kia đang than khổ lắm anh Tài ạ. Hello. Siêu mẫu gì? Siêu lợn ý. Hello anh Phan Dũng, hello Quang Bình. Ôi, hôm nay em sẽ ở trên Vĩnh Phúc 3 ngày. Tối không nhỉ? Thì em đây rồi. Em đây rồi còn đâu nữa. Trời ơi đang trên Vĩnh Phúc đây. Có ai trên này không? Ôi giời ơi. Hello anh Siêu Nguyễn. Trên này Vĩnh Phúc người ta đang ở. Ở đây có đặc sản gì không anh gì? Alo. Ở đây có ghẹ nướng. Ở đây có ghẹ nướng. Ghẹ nướng rau muống đúng không anh? Ở trên này tao chả biết có cái gì ngon ạ. Em cảm ơn thầy ạ. Anh Hà anh ơi. Ok cái gì? Em đang ở trên Vĩnh Phúc này. Hôm nay đi quay trên đây từ 6 giờ sáng. Anh đang làm gì đấy? Anh Hà anh. Ở đây là không có đặc sản gì đâu. Ở đây em chẳng thấy gì cả, đồng không mông quạnh à? À có ăn gì nhỉ? Đồng đồng của lúa không về thì em bứt trộm cho vài cái mang về cho làm quà. Em lên đây đi quay anh ạ. Em cảm ơn. Ừ thì tao đang hỏi mọi người đây. Thì mọi người đang bảo tao là có ghẹ nướng rau muống. Mày ăn không? Ăn ghẹ mấy cân à Thu Anh? Chưa. Khổ em mồ côi người yêu. Trời bắt đầu tối rồi.
Chắc quay xong hết cái cảnh chính đây. Bây giờ chị tỉa cái phụ ông ấy. Em nghĩ chắc ngày mai là xong rồi nhỉ. Sẽ đến ngày kia đâu. Chắc ngày mai xong hết rồi. Xong ta định mua cả rau muống về vì biết đâu ghẹ trên này chỉ ăn hợp rau muống trên này thôi mới ngon, chứ về rau muống chỗ mình không hợp nước làm sao. Ghẹ trên này 50 cân mà ăn được ghẹ 50 cân không hả Thu Anh ơi? Không, ghẹ này ở đâu là 64 cân, 64 cân, 65 cân. Tại anh muốn gái mà anh sợ người quá ấy. Đấy, 64 cân đây rồi, thoải mái đi. 64 cho 5 cân mà. Thế bảo có con ghẹ 64 cân này mà. À, Huệ về rồi, em gặp Huệ rồi mà. Mấy hôm đi học cùng nhau mà. Ôi rồi chả mấy khi bạn đi diễn xa thôi anh ạ. Nhà chả có gì ngoài mấy cân ghẹ cho mày thôi. Bạn cứ tự tự tận hưởng đi. Ăn đếp tòa nhì. Ở đây chẳng có đèn điện gì cả. Em mới quay hai cái kính quạt. Thôi, pin lên tầm đạp chơi. Tam đảo ấy. Gần đây không anh? Chắc chỉ chục cây, hơn 30 cây á. Xa đấy. Đi không? Tôi đi không? Đi đấy, ngủ đến đấy sáng ngắm Minh đi. Thế hả? Không, em sợ đấy. Chưa kịp ngắm Minh thì đã phải về đi coi. Ừ thì ghệ đực mà, ghệ trên này có tầm độ 60 cân. Ủa một dàn ghệ đẹp nhá, mà có xem ra cho mày xem. Ôi, chất ta, chất gì hả em Lê ơi. Anh nghĩ là ai? Đi xa bắt cóc đấy á. Em cũng đang được mong anh nào cho Vĩnh Phúc bắt cóc để đi xem nào làm dâu Vĩnh Phúc đây. Không biết có bắt được không ý. Bây giờ gió mát thì anh nhờ tầm khắc buổi sáng nay, tầm trưa trưa anh mình quay ý. Nóng quá là nóng sợ. Em đứng trong lúc mà toát ra mồ hôi. Em cảm ơn. Xin kéo cho hết cả mặt thôi. Một quả phượng ăn. Ôi giời ơi, thì mình phải xem mặt hàng chứ, xong mình mày thích cỡ nào tao book cho mày con ý. Đấy. Thế á, em vì á. Ừ, chắc chị có thể mình sẽ tham gia thử. Này tao cho mày xem nhá thôi anh nhá. Làm dâu Hà Nội không? Thì mình cứ thử trên Vĩnh Phúc, nếu không được thì mình về Hà Nội thôi anh, cho nó gần nhà nhỉ. Em cao 1m64 anh ạ. Tiến Dũng ạ. Thì người ta bảo ngon ngọt mà gì nữa. Mình ăn mình phải có lựa chọn chứ. Hello anh, chỉnh được mà. Đấy, xem có job nào có MV thì bảo chị, xem chị có hợp không. Về với đội của em á. Cây đằng sau nhìn đẹp thế. Nguyên hình. Người đứng lặng em mới thấy. Ok. Ôi trời ơi, em mà có ý định làm dâu Vĩnh Phúc mà anh đã bảo là chẳng có ai chướng nổi em á.
Đấy ơi, nhìn em to đến nỗi thế nhưng mà anh bảo không ai chứa được em. Tổn thương quá anh Duy ạ. Đấy là mày đang bảo làm con gà kia không biết nướng. Bè cổ cái đắp bùn đây là xong. Trời đã bắt đầu tối dần rồi. Mọi người có nhìn rõ em không đấy? Ở đây với Ngọc. Ai đây anh? Hả? Chợ. Ai đây? Làm gì để làm gì? Hả? Có. Tổn thương nhưng không biết về Hà Nội kịp mà lành vết thương thôi anh ạ. Vết thương trong lòng anh băng bó kiểu gì? Chẳng những bây giờ anh mổ bụng em ra xong anh băng lòng cho em à? Đấy. Đấy cái loại này. Ôi xôi ôi. Đúng như cái gọi là đắp đất thành nướng thơm với anh nhỉ? Ngon nhỉ. Ấy. Ôi thế. Rồi, chó cũng được, em nghe thì nó có lý đấy. Không biết thì có làm được không thôi. Nha. À, em đang ở trên Vĩnh Phúc đi quay ạ. Em đang ở trên Vĩnh Phúc, anh Đỗ, à Tuấn Đỗ Khắc. Có ai trên Vĩnh Phúc không? Tối nay chúng mà trái anh á, trái tim anh hay trái cái gì anh? Trái anh, à về bên tay trái của anh cái gì? À em quay cho bên An Ninh TV anh ạ. Alo. Ở đây không phải gần Đại Lải đâu anh ơi, ở đây là đâu, ở đâu nhỉ? Em chỉ... Nói đi. Đến đâu còn lâu mới nói, cứ nói đi, ai đây, đầu dây đây. Ồ, anh ở Vĩnh Phúc à, anh Vũ Sơn Tùng. Thật không đây, không thiệt đùa đâu nha. Đây là chỗ nào Vĩnh Phúc anh nhỉ? Ở đây là Vĩnh Phúc, ở chỗ nào anh không biết. Ở đây là chỗ nào Vĩnh Phúc, để em hỏi cái đã. Ở đây là nhanh. Chả đi nha. Đến công an tỉnh Hải Dương thôi. Ừ, số phòng giao thông tỉnh Hải Dương thôi. Phúc Yên á. Ừ. Số 2. Phúc Yên là ở đâu hả anh Tùng? Chứng minh. Để em xếp em lái xem đi. Đây là cây xăng đầm đầm cả. Đầm cả Vĩnh Phúc. Lộ 2A. Ở Hương Canh Vĩnh Phúc. Xóm miếu từ Hương Canh. Xóm miếu cái gì? Hương Canh gì? Thắng lợn đấy, xung quanh đây đó là điểm. Em không biết thật mà. Anh phải nói biết cho anh Tùng. Là quốc lộ 2A đi qua cả, đi qua sông Ôi trời bảo từ em check ấy được mà. Xin bản đồ được mà. Em đang ở quốc lộ 2A thì xin đường chỗ ở Vĩnh Phúc. Đường đi lên Mẹ chứ, đường đi lên Việt Trì. Đó. À em đang ở quốc lộ 2A đường đi lên Việt Trì Phú Thọ. Nằm ở địa điểm Vĩnh Phúc. Đó. Thắng lợi ạ. À. Đó địa điểm em đang ở. Phúc Yên là ở đâu nhỉ anh Tùng nhỉ? Đấy, mình đang ở Phúc Yên rồi. Mình đang ở huyện Bình Xuyên. Bình Xuyên. Có ai ở gần đây không ạ? Ở đi bay đâu cũng chẳng biết, chỉ biết địa điểm ở trên Vĩnh Phúc chung chung thôi. Chờ, thế thì chờ hơi lâu đây anh ạ.
bắt ghê nhéo. Một lúc em mới nghe. Thôi cứ đợi chờ lại hạnh phúc anh ạ, chờ đi. Chị này rất là lưu tình. Ô em thề là tình gì đâu, thì thay vì mình nhắn tin thì mình nói chuyện này cho lại vui. Lưu tình là nghiêng này ạ. Thế này là hình như này mà. Anh thì mà có lừa được ai đâu. Vì cứ chỉ trên lên em, rồi anh nhá. Em mà không lừa được ai, thế mà vừa rồi anh thấy em gọi FaceTime bảo tối thì ngoan nhá. Ơ thì bạn mà. Bạn bạn nói thế. Nhầm rồi. Cứ khai thật ra đi. Không. Bạn bảo là tối thì ngoan. Thường thường mà. Bây giờ bạn thân nhiều lắm. Bạn thân mà. Gái rồi lắm, bạn thân lắm. Đấy, con này rơi này. Con này to lắm, rơi đấy. Con này ơi, con này nó rơi này. Nó rơi. Ồ, phốt gì hả anh? Nói gì mà phốt. Dạ. Thì bạn bè gọi điện nói chuyện hỏi thăm nhau ra đó, chuyện bình thường mà. Cũng như anh này, anh comment nói chuyện hỏi han nhau thì có gì đâu. Còn muốn mà ai mà bị cho kiểu ý là muốn xóa đi thì phải vào cái gọi là lịch sử cái gì mới xóa được. Thôi vỡ mồm. Lịch sử hoạt động, nhật ký hoạt động. Nhật ký hoạt động. Xóa cái gì hả? Xóa cái bài viết mà đăng lên nó cho nhau ấy. À. Đăng lên nó ẩn. Nó xóa tắt thông báo ấy. Tắt thông báo ẩn. Mình biết gì người khác không biết. Người khác vào comment có mùng gắn tên gắn kiểu cái gì luôn. Như là vào Facebook mình đúng không anh? Vào Facebook đấy. Ví dụ như em quên Facebook ở đâu đấy, một thằng nó vào đăng một cái tin là Việt. Xong nó ẩn trên tầm thời gian. Tắt thông báo xong rồi. Người khác. Ơ thế à? Bây giờ không thích là bạn thân thì là gì? À, anh hơn tuổi em chắc chắn là anh sẽ phải là anh của em rồi. Bạn thân làm sao được đúng không? Quá. Bản thân không có gì, không biết anh nuôi. Anh trai mưa là anh nuôi cái chữ. Anh nuôi là anh kết nghĩa rồi là đủ cái thể loại anh. Hôm nay em đi du lịch với cả anh nuôi một tuần sau mới về. Em ra cứ ở nhà đợi chị. Tuần sau sẽ đến được em. Bão ngầm quá. Không ạ. Bão ngầm. Chị thấy hả rồi ạ? Nhà đá đến ngày rồi. Không đếm ạ. Ăn chơi quan hệ rộng tiền nhiều mà đẹp như này làm sao cũng được. Cực rộng. Thế cũng xảy ra ở chỗ nào mình thì nó vẫn hoạt động. Sao đâu? Không sao đâu. Mà xong đi thì vẫn hoạt động bình thường. Đóng cửa gì? Chị hãi, nếu mà ai biết thì hãi. Hộ Quang ơi. Mấy xong nghe anh kể xong giật đánh mình luôn. Sợ lắm, em hoảng luôn đấy. Sợ đâu, kiểu cảm giác mình nó ghê ghê ấy. Có gì đâu mà ghê. Tâm lý như thế. Chắc là tâm lý ấy. Đấy, cái con nữa nó rơi. Bốn dưới ta thì hôm nay nhiều phết nhở. Vietjet cứ 10 phút lại có một con. Em vừa bảo 5 phút rồi thì anh chém đó. Không Vietjet mà. 5 phút là 5 phút. Từ nãy mình bây giờ phải hơn 10 phút rồi đấy anh ạ. Thật, em thật. Đẹp xinh long lanh, xinh huyền thoại. Xinh quá ấy. Em có biết không phải con hồng anh nó về rồi đúng không? Phải không nhỉ? Phải đi vệ tinh với con bé này để vâng.
Không phải em chỉ là nằm luôn trong lương kế hoạch của chị Mai đấy. Em cũng là người bị hại mà. Em có biết gì đâu. Em vô tội. Không, chẳng qua là vì tình nghĩa chị em mình, em mới giúp chị thôi. Thì vấn đề chung là có đi có lại thì mới tạo lòng nhau mà chị ý. Chẳng ai cũng có sống với chẳng ai giúp đỡ nhau đâu. Đúng rồi đấy chị ạ. Dạ vâng ạ, em đang đi quay trên điện khúc anh ạ. Đồ đánh Tiến. Đồ đấm người rồi. Em sẽ ngồi đây ngồi cho nó sáng đi. Để cho nó có tí chút ánh sáng cho nó rõ. Ôi, thầy sống ảo gì đâu, thầy sống ảo ra selfie chụp chiếc các thứ ấy. Trời, em nói chuyện trực tiếp mà. Đâu rồi bây giờ đi dần cà phê ở đâu anh? Anh đón mọi người đi, quả này đi chết luôn anh ơi. Ngã ba đi đến ngã ba Tân Canh anh được không? Đã rất còn không ghé vào sẽ vào ngã ba Xuân Lôi. Bệnh viện đa khoa Thường Xuyên Bình Xuyên. Sao ở đây là tóm lại là đã bị chết đấy. Nếu mà không biết gọi là làm dễ ra không bị sát. Không thấy sát luôn, không thấy sát luôn, phải chết đi sống lại đấy. Chắc bị ngã đấy. Lúc mình ngã nó đá bay tay chống tay ạ. Chết đó. Như tím vào chỗ cổ tay rồi đúng không anh? Chung cảm giác bên này nó màu nó bị ấy bị sắn màu bạc màu đấy, khổ lắm. Buôn dưa lê từ nãy em giờ bây giờ mới anh vào anh Tùng thì lại bức xúc không thì thôi bây giờ hết ngày xem thì anh mình lại buôn với nhau. Ngày mai liên hệ phương tiện về hai anh em mình nhé. Vâng, nếu mà chốc mai quay xong thì mình sẽ bắt xe về ạ. Nhìn này. Đấy, gọi tí một ra, em đang nhận xe về. Xe của ai đấy? Đóng cùng anh, đóng vợ anh. Được anh, bác đi xe mà, ô tô lên ạ. Ôi thế thôi đi cùng, may quá, đi về cùng bởi vì em về em phải đi học đấy. Chứ nghỉ sao được. Mai nào anh em mình xong cái vụ anh em xong rồi. Vâng. Xong vụ em về thôi chứ còn quay tiếp thì thôi kệ đàn. Anh ơi, anh có lòng anh mang cho em một cái áo lên Vĩnh Phúc cái. Nhà em hết áo rồi. Đấy, khổ lắm. Thế thì may quá, mình may. Ê, vợ anh thật nhỉ? Hay là... À, vợ hờ. Ôi, vợ hờ.
Thế thì mai đi nhờ bác về luôn, chứ không thì bắt xe về đấy. Nhưng mà bác về đâu anh? Về địa điểm nào? Vâng, nhưng mà vâng, em về Mỹ Đình, về lại chỗ Mai Dịch. Phạm Hùng, vâng, vẫn thẳng Phạm Văn Đồng đấy, đi đang nằm phải đi qua đấy mà, vâng, đi ra đường Nội Bài mà. Đó thì mai được về rồi. Mỹ Đình xong em bó vào nhà thế luôn. Tí nhá, tí chăm sóc chị nha, gọi chị. Vâng, chung là tí nhá anh chị. Mai và ngày mai bó khéo cho chị đi về. Thế là được về cùng luôn, đỡ phải ở trên này thêm một ngày nữa. Đây là xe của chị 7 chỗ rộng mà. Thoải mái. Thoải mái. Mai em về anh ạ. Mai quay xong thì về. Đoàn dự kiến là ba đi 3 ngày mới về cơ. Chắc là còn quay cái gì nữa. Nhưng mà bọn em quay xong cảnh thì về rồi chứ. Ở trên này làm gì đâu. Trời ơi, chị Hẳn Băng Dô nha. Nghe hoành tráng thế hả anh Duy? Thế em sợ em lại không ngại, em không dám về nữa ý. Anh Băng Dô băng dở đi tốt. Bây giờ anh cảm ơn thầy bạn tốt nữa. Thôi, trời tối rồi, về tay cả nhà.